Bạn mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Derm Hero. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start chatbot. Tiếp theo các bạn thành phần captcha. Lần lượt do vào group Telegram channel nhu đầu tiên. Mở tất cả những kênh mạng xã hội phía dưới ra. Có kênh nào thì mở hết cho mình nhé. Join kênh liên kết. Mở kênh Twitter, Reddit, Tweet Arop. Mở kênh YouTube, Na và Shed, Na Video. Ấn Submit đi. Chọn Join. Ok, giờ chúng ta sẽ sang đến nhiệm vụ xem là con bot đến từ đâu. Bot lạ này, follow này, live retweet này. Ở đây chúng ta cũng sẽ follow đúng không ạ? Xóa đi code này, không có tí nữa không dòi được. Live retweet này, bài đăng, pin tweet luôn đây. Ấn về từng nhà. Copy profiling này. Retweet link, ôi trời ơi. Live retweet và comment với retweet bằng tag 3 người bạn. Ok, retweet link để làm lại bước này đi. Rồi, chúng ta chọn like, close tweet. Từ sang bên này đã. Bên này mình sẽ tiến hành follow này. Ấn vào dấu chấm đây, lát nữa để mình sẽ khá lấy thông tin. Copy phần link này, phần test quên. Cái phần test này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút về phần test sau nhé. Đây, bây giờ các bạn có thể ấn vào đây này. Các bạn thấy dưới những phần bình luận có những phần username, người ta có thể lấy những username xoa còng thành một nick 5 người như mình nhé. Rồi, chúng ta sẽ bình luận phía dưới này. Rồi, profile. Tweet em đi này. Chọn phần thời gian bài đăng này. Xoa chép phần link này. Paste phần link tweet phía dưới đây. Discord này. Cho Discord các bạn chờ một chút. May mà phát này nó loát được. Hôm nay thì không loát được cơ. Submit này. Rồi. Copy phần username Discord và paste đây. Gửi lên này. Medium chúng ta lấy profiling medium. Ấn vào avatar và phần username. Copy profiling này. Paste đây. Cho cái liên kết ở đây thì chúng ta có thể kiểm tra lại một lần nữa cho chắc được chưa. Chúng ta chọn join. Yes. Kênh YouTube. Giờ chúng ta sẽ ấn vào avatar là kênh của bạn. Copy phần link này. Chào mừng các bạn. Paste đây. Địa chỉ V20 các bạn dùng VTH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ VTH dọn quay trở lại các bạn paste vào. Nộp không. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể link dev cho tuyển bè thân dev cho chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án để chúng ta nhận token Derm Hero, một dự án đến từ nền tảng BSC. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.